quyết trận đấu tập nhà một hai thành công các cầu thủ xuất sắc. Văn Quyết xuất sắc, một cú xa rất tốt của Văn Quyết. Và thì Văn Quyết đã có một tình huống ghi điểm gần như là không thể cản phá. Nguyên Mạnh đã vài người hết lắc nhưng không vẫn không thể chạm tay được vào trái bóng. Thôi, Thành Lương có thể chia sẻ cái điều kiện thể lực sau cái khoảng thời gian mà tập luyện vừa rồi ấy, thì anh em đã sẵn sàng hay chưa? Rõ ràng thì sau cái đợt dịch này thì câu lạc bộ Hà Nội cũng như là toàn thể các câu lạc bộ khác cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều khi mà cái thời gian nghỉ của anh em cầu thủ nó quá nhiều, nó ảnh hưởng đến cái sức ý và cái cảm giác chơi bóng của cầu thủ. Nhưng mà sau gần 3 tuần trở lại đây thì câu lạc bộ Hà Nội đã trở lại tập luyện và dần dần lấy được lại cảm giác bóng và thể lực để sẵn sàng chuẩn bị cho các vòng đấu tiếp theo của V-League. Thế vấn đề thể lực thì là vấn đề rất có thể nói là rất nóng, mà thời gian qua thì cũng có những cái ý kiến xoay quanh cái câu chuyện tập thể lực của đội bóng. Vậy thì về phía cầu thủ thì như thế nào? Rõ ràng thì các cầu thủ cũng làm quen với việc tập thể lực để chuẩn bị cho mùa giải rồi. Thì các huấn luyện viên đã lên giáo án cho từng chu kỳ của mùa giải nên các cầu thủ cũng dần dần làm quen với việc đó. Thành Lương có thể nói thêm về mục tiêu của đội bóng trong cái giai đoạn lượt đi này ấy, thì vì là cái thể thức thi đấu cũng đã có những cái sự thay đổi rồi thì ban huấn luyện có những cái sự điều chỉnh như thế nào hay không, có thể chia sẻ? Rõ ràng thì khi mà có quyết định chính thức của ban tổ chức giải thì câu lạc bộ Hà Nội đã có những phương án để chuẩn bị cho mùa giải, và đối với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thì tất cả đều sẵn sàng và cố gắng thi đấu tốt hết sức mình để đạt được cái thành tích cao nhất. Bản thân Lương trong thời gian qua khi mà dịch nghỉ, mình nghỉ, rồi bóng đá thế giới nghỉ thì thực sự em cảm thấy như thế nào? Buồn chán hay là cảm thấy vui hay là tận dụng cái khoảng thời gian này ở nhà với gia đình? Rõ ràng thì đây là một trong những cái điều không mong muốn đối với một cầu thủ, thì không được tập luyện hay thi đấu đó là điều rất là kinh khủng, nhưng mà cái điều này là điều bất khả kháng và cá nhân Lương cũng như là tất cả anh em trong đội cũng phải thích nghi để làm quen với cái việc đó. Ma dứt điểm, và dứt điểm của Ma hơi nhẹ và Nguyên Mạnh đã bắt được trái bóng. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.